Sáng nay, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo về tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2021. Theo báo cáo của Cục Thống kê Đà Nẵng, năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 0,18% so với năm 2020. Trong mức tăng 0,18% toàn nền kinh tế thành phố, duy nhất có khu vực dịch vụ tăng 1,24% là trụ đỡ cho cả 3 khu vực kinh tế, đóng góp 0,83% điểm phần trăm vào tốc độ tăng chung. Nhiều chỉ tiêu đạt thấp như thu ngân sách mới đạt hơn 20.000 tỷ đồng bằng 90,8% so với năm 2020, dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành thiệt hại nghiêm trọng chỉ đạt 82% so với năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp ước giảm 2,3%, năng suất lao động chung toàn nền kinh tế giảm 0,83%, GDP bình quân đầu người giảm 2% so với năm 2020. Nhìn chung, mức độ phục hồi kinh tế của Đà Nẵng còn rất chậm. Do phải đối mặt với làn sóng Covid-19 từ tháng 5 năm 2021, tuy nhiên, với tốc độ tăng 0,18%, Đà Nẵng là một trong số 54 địa phương trên cả nước có mức tăng trưởng dương. Xét trong khối 5 thành phố trực thuộc trung ương, Đà Nẵng cùng với Hà Nội và Hải Phòng có mức tăng trưởng dương. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người của Đà Nẵng vẫn duy trì ở vị trí cao nhất so với các tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.